Xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là mình toàn đang lưu thông ở trên cái phố Vương Thừa Vũ, và trước mặt chúng ta là đường Trường Chinh của thủ đô Hà Nội. Đây, trước đây là đường Trường Chinh. Đây chỉ là đoạn đầu của đường Trường Chinh thôi. Và trước mặt là ngã tư Sở rồi. Thời tiết hôm nay khá lạnh. Ở Hà Nội hiện tại là khoảng 12 độ C. Em lạnh mà từ đây về nhà thì cũng gần mà cũng ít mua có hiệu thuốc, nó nằm ở cái đoạn dây giới gần phía ngã tư như kia rồi. Và chúng ta rẽ đường này là rẽ trái, đến đây là rẽ trái này. Rẽ trái đường này là về đường Nguyễn Trãi. Trước mặt là cái Royal đấy. Royal hay Royal gì ấy, mình toàn cũng không đọc và giỏi tiếng Anh. Còn cái mà như con rắn cao cao trên đấy là cái đường đấy, là đường sắt trên cao, đường sắt Cát Linh Hà Đông, tức là chạy từ Yên Nghĩa Hà Đông lên Cát Linh. Mà đường sắt này là một trong những cái mà tốn rất nhiều giấy bút của các cái báo chí và mạng. Thì cái nhà ga này cũng mát.
Với đường sắt trên cao này thì Đinh La Thăng ngày xưa là trạm trạm bao nhiêu tiếng ấy, tướng rồi đó. Đây là cái nhà ga của nó, tức là cái chỗ mà chúng ta lên tàu điện và xuống tàu điện đấy. Đây là chúng ta đang đi dưới cái nhà ga. Và đường Nguyễn Trãi này nó sẽ nối liền với đường Trần Phú của Hà Đông. Và tuyến đường Nguyễn Trãi là một trong những cái tuyến đường mà nhiều trường đại học nhất ở Hà Nội. Tức là một trong những tuyến đường mà có nhiều trường đại học đóng đô ấy. Ví dụ như là Đại học Kiến trúc, Học viện An ninh, Học viện Cán bộ Đô thị, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Công đoàn, nhiều lắm. Và đây là cũng một cái trường đại học. Đây là đại học gì nhỉ? Đại học Khoa học Tự nhiên. Đấy, Đại học Khoa học Tự nhiên luôn. Trường Đại học Khoa học và Nhân văn. Đấy, rất là nhiều luôn. Và ở Hà Nội thì cái lượng lưu thông người tham gia giao thông thì nó không giống như ở Hạ Long rất là vắng, nhưng mà ở lên Hà Nội này thì đây là cái không gặp cái cảnh tắc đường đấy các bà con các bác ạ. Cái cảnh tắc đường, nhất là vào cái giờ cao điểm, nhích từng chút một luôn. Đây là cái hầm chui, bên trên là cái ngã tư Khuất Duy Tiến. Và chúng ta đang đi dưới cái hầm chui. Qua khu vực này là chúng ta đi qua một cái chợ gọi là chợ sinh viên, không phải là tên chợ là chợ sinh viên mà là chợ là gọi là tên chợ Phùng Khoang, nhưng mà các cái mặt hàng ở trong chợ Phùng Khoang rất là rẻ, chủ yếu là các bạn sinh viên đi rất là nhiều, đi mua sắm ở trong chợ Phùng Khoang ấy, dù như là quần áo hay là giày dép, túi sách. Đây một trường đại học nữa này, Đại học Hà Nội nằm ở đây các con cô bác này. Đấy, Đại học Hà Nội.
Ở Hà Nội là cái xe buýt vàng vàng này là cái xe hung thần, người ta gọi là hung thần luôn, hung thần đường phố luôn. Đây các bạn xem nhé, đánh vòng thì thôi rồi. Và đâu rồi chợ Phùng Khoang, đâu rồi đây chợ Phùng Khoang đây. Lại hung thần. Đang đi giữa đường đánh một phát vào. Đây là cái bác tài xế cũng lái chưa lái không lằng lách đây. Còn nhiều bác tài xế lằng lách lắm. Đoạn này là lại gặp tắc đường. Ở Hà Nội thì cái cảnh tắc đường này là gặp thường xuyên luôn. Siêu thị có mắt, siêu thị có mắt Hà Đông. Ta đang đi là trước đại học là Đại học Kiến trúc Hà Nội. Đây, trước mặt chúng ta là Đại học Kiến trúc Hà Nội. Còn đây là Học viện Bưu chính Viễn thông.
Và đây là cái tòa nhà Hồ Gươm vừa là ra. Vừa ra có Big C các cái đấy. Big C Hà Đông là ở đây đây quý bà con. Phải vào đây.